Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Sáng 12 tháng 12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ tự hào với thành tựu nền văn học nghệ thuật nước nhà, đặc biệt là từ khi có Đảng, cho rằng văn học nghệ thuật đã thực hiện tốt sứ mệnh của mình đối với đất nước, nhân dân, góp phần và cùng dân tộc vươn lên. Trong quá trình phát triển, mặc dù có những thăng trầm, song luôn luôn xuất hiện những tác giả, tác phẩm xuất sắc, góp phần khắc họa giá trị con người Việt Nam, xây dựng bản sắc văn hóa Việt Nam, khơi dậy sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập như gần đây chưa có những tác phẩm văn học nghệ thuật xứng tầm với sự cố gắng của nhân dân ta, sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước ta trên trường quốc tế. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Liên hiệp hội và các hội viên tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ và tinh thần dân chủ để phát triển văn học nghệ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, nhất là nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và các nội dung của hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua. Thủ tướng Chính phủ giao các bộ ngành liên quan phối hợp với Liên hiệp hội văn học nghệ thuật để hoàn thiện các chương trình, đề án trình Chính phủ. Trong đó, lựa chọn một số vấn đề quan trọng, cấp bách và có hiệu quả để làm trước, lưu ý tới ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, không gian sáng tạo cho giới văn học, nghệ thuật.